MC Trần Ngọc, từ kỹ sư vật lý đến MC mắt tay nhất VTV và cuộc hôn nhân kỳ lạ với vợ nhiếp ảnh gia. MC lộ giá, MC mắt tay, MC mắt miệng là những danh xưng nhiều người vẫn luôn ưu ái gọi tên Trần Ngọc. Nam MC để lại ấn tượng với khán giả và người đối diện bởi tính cách cởi mở, thân thiện, phong cách trẻ trung, tràn đầy năng lượng cùng lối dẫn tất duyên của mình. MC Trần Ngọc tên thật là Trần Hồng Ngọc, sinh năm 1987 tại Hà Nội, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nhờ vậy mà nam MC sở hữu chất giọng thuần thủ đô với chất giọng đặc trưng giúp anh trở thành MC biên tập viên giải trí quen thuộc tại đài truyền hình Việt Nam. Anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả với nụ cười duyên, lối dẫn hài hước trẻ trung và xuất hiện ở nhiều chương trình như Hãy chọn giá đúng, Rung chuông vàng, Đường lên đỉnh Olympia. Đặc biệt anh được mệnh danh là nam MC mắt tay nhất Đường lên đỉnh Olympia. Bởi lẽ trong 9 lần dẫn điểm cầu từ trước đến nay, nam MC đã có 4 năm dẫn điểm cầu vô địch và 3 năm liên tiếp dẫn ở nơi có nhà vô địch, đó là vào các kỳ Olympic năm thứ 13 ở Bắc Giang, năm thứ 14 ở Tiền Giang và năm thứ 15 ở Quảng Trị. Và năm nay, Trần Ngọc tiếp tục tự phá kỷ lục với điểm cầu ở Thái Bình. Là một MC biên tập viên quen thuộc trên sóng truyền hình, nhưng ít ai biết rằng Trần Ngọc vốn là kỹ sư vật lý trước khi bẻ lái thành công sang con đường MC. Nhờ bén duyên với nhà đài từ khi còn là sinh viên, nam MC tiếp cận đến công việc khá dễ dàng. Trần Ngọc từng chia sẻ, trước khi có được công việc như hiện tại, anh đã phải làm từ những việc nhỏ khác trong trường quay. Hơn 15 năm làm nghề, có nhiều lúc MC 8X đã quyết định dừng lại vì áp lực, nhưng sau tất cả nhà đài vẫn đủ sức níu giữ Trần Ngọc bởi phía anh, nơi đây không đơn giản chỉ là cơ quan làm việc mà đã trở thành ngôi nhà thứ hai, giúp anh biết mình thật sự là ai và cần gì. Anh từng chia sẻ, VTV cho tôi mọi thứ tôi có ở hiện tại, công việc, cơ hội, mối quan hệ, sự yêu mến của khán giả. Những người làm MC như chúng tôi luôn cần có một nền tảng, một nơi để khán giả nhìn thấy và công nhận, và VTV cho tôi điều đó. Nếu không có VTV, tôi sẽ không nhận ra năng lực của mình thuộc về công việc nào, bởi tôi vốn học kỹ sư. Bên cạnh đó, Trần Ngọc là nhà sản xuất của kênh VTV7. Anh cũng tham gia đào tạo kỹ năng nói và dẫn chương trình cho câu lạc bộ MVP, Master of Voice Power. Nhiều năm trong nghề, MC Trần Ngọc luôn nỗ lực không ngừng trong công việc. Đặc biệt năm 2022, anh có mặt trong đề cử biên tập viên dẫn chương trình ấn tượng của ấn tượng VTV, VTV Awards 2022. Đây là một giải thưởng thường niên của VTV, là nơi tôn vinh những cá nhân, những tập thể có nhiều đóng góp ấn tượng cho các chương trình của VTV trong một năm. Cuộc hôn nhân kỳ lạ. Năm 2016, anh kết hôn với vợ là nhiếp ảnh gia Trịnh Phương, sinh năm 1991. Sau nhiều năm tìm hiểu, cô là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong cộng đồng mê nhiếp ảnh ở Hà Thành. Ngoài ra, với lợi thế ngoại hình, Mai Phương còn từng làm mẫu ảnh cho nhiều tạp chí. Trước khi tổ chức hôn lễ, cả hai từng có khoảng thời gian yêu và chia tay, rồi sau đó mới quyết định quay lại. Nam MC 8X từng chia sẻ, vợ chồng anh khác nhau nhiều và có thể nói là bù trừ cho nhau rất nhiều về tính cách. MC Trần Ngọc cho rằng việc anh và vợ làm khác nghề là lợi thế lớn. Anh và bà xã có nhiều chuyện để kể cho nhau, hỗ trợ nhau trong công việc và cùng nhau điều chỉnh thời gian để chăm lo cho gia đình. Dù đã kết hôn từ năm 2016, nhưng đến năm 2019, nhiều người bất ngờ khi phát hiện Trần Ngọc và vợ vẫn chưa có giấy đăng ký kết hôn. Tuy cởi mở trong chuyện này, nhưng đến khi có con, họ vẫn làm đúng thủ tục. Vợ của MC Trần Ngọc nói với khán giả, vợ chồng chị cũng nói với nhau rồi, trước khi có em bé và làm giấy khai sinh thì sẽ đi đăng ký. Vào cuối năm 2020, nam MC hạnh phúc tiết lộ bà xã đã chính thức hạ sinh con trai đầu lòng trên trang cá nhân. Được biết con trai MC Trần Ngọc nặng 3,51kg và có tên ở nhà là Hai. Ngay khi còn bé, nam MC đã lập riêng một trang cho con trai yêu trên Facebook với lời nhắn nhủ, hy vọng em sẽ mang đến một chút đáng yêu, một xíu hài hước cho cô chú bác lướt qua page này. Bé Hi sở hữu nhiều nét dễ thương và rất đáng yêu, đặc biệt là bộ tóc được ví như bờm sư tử hay là sông cô cu. Có thể thấy cậu nhóc này được thừa hưởng những nét đặc trưng của bố và mẹ, với khuôn miệng xinh xắn, đôi má bánh bao căng tròn, cùng mắt một mí dễ thương. Điểm đặc trưng của em bé là mái tóc đen nhánh và mọc rậm dày. Thời gian trôi qua, em bé Hi ngày nào đã được hơn 2 tuổi và có sự thay đổi không nhỏ về ngoại hình. Bây giờ cậu bé được để quả đầu bát úp trông vô cùng ngộ nghĩnh. Trên trang riêng của con, vợ chồng MC Trần Ngọc thường xuyên cập nhật hình ảnh con trai yêu, không chỉ được bố mẹ phối đồ rất chuẩn, biểu cảm của bé Hi cũng làm tan chảy rất nhiều cô chú. Đặc biệt là vợ chồng thường xuyên khoe những khoảnh khắc dìm hàng quý tử không ít lần, hình ảnh méo mặt nhíu mắt cho đến cười hớn hở, cực táo táo của bé Hi được bố mẹ khoe cho các cô chú thấy. Chia sẻ về quan điểm nuôi con, MC Trần Ngọc hé lộ, tôi với vợ tôi đã thống nhất là để cháu lớn lên một cách tự nhiên, không ép cháu học, đồng thời để cho cháu có nhiều trải nghiệm thông qua việc dịch chuyển và giao tiếp. Tôi với vợ tôi được không phải kiểu người chạy theo vật chất. Mong muốn lớn nhất của tôi là con lớn lên thành người lương thiện tốt bụng. Tôi sẽ không ép buộc hay đặt nặng áp lực con phải giỏi giang, giống như cách bố mẹ từng chấp nhận tôi không phải người học giỏi.